Rồi, xin chào mọi người nha. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bên Xe Trần Thi. Thì tối hôm nay cũng tiếp tục lên giao lưu với mọi người là một số cây bonsai trèo Phúc Kiến nha mọi người. Rồi, đã quay một vòng cho mọi người xem. Rồi, quay một vòng để mọi người xem, cố gắng xem kỹ cái tổng thể cây nha. Thì cây này cũng dạng cũng phôi thôi nha mọi người, chỉ cành thì tương đối định hình thôi. Ta về ta chơi ta nuôi dưỡng thêm nha. Mọi người về thay một cái chậu đẹp hơn nha. Thì cây này cũng dâm vào cái chậu nhựa thôi để ship cho mọi người. Thì mọi người cố gắng về chúng ta nếu mà giao lưu thì thay một cái chậu đẹp hơn để chúng ta chơi nha. Rồi, đây là kích thước mọi người xem nha. Thì quanh tại vị trí đó nha mọi người, 29 nha. 29. Rồi, chiều cao tính từ mặt chậu là 35. Rồi, phụ tán theo vị trí kích thước là 30. Rồi, quay lại một chồng nữa cho mọi người xem. Rồi, cây trèo Phúc Kiến này giao lưu với mọi người giá 500k bao ship nha. 500k bao ship cho mọi người nha. Rồi, cây số 2 nha mọi người. Cây size 2 số 2 cũng là một cây trèo Phúc Kiến nha. Cây này thì cũng một cốt, ba thân. Đây thì chi cành thì cũng tương đối nha mọi người. Rồi, quay một vài vòng cho mọi người xem. Cây đang có hoa quả nha mọi người. Dòng trèo Phúc Kiến thì cũng rất là thích hợp với anh em ở phía ngoài cánh bắc nha. Đây, nó cũng phù hợp với khí hậu lạnh và nó cũng cho hoa trái quanh năm. Thì bên Xe Trần Thi cũng giao lưu cũng nhiều với anh em ở ngoài cánh bắc, thì phản hồi lại cũng nuôi trồng cũng khá là ok. Rồi, để đo kích thước mọi người xem. Rồi, quanh tại vị trí đo là 33 nha. 33. Chiều cao tính từ mặt chậu thì 45 và phủ tán theo rộng nhất theo kích thước vị trí thanh thước là 38. Chậu lục giác nha mọi người. Chậu lục giác lột lần là 25. Cao là 11 phân. Rồi, quay thêm một vòng nữa cho mọi người xem tổng thể cây. Rồi, cây trà này cũng giao lưu với mọi người giá 500k bao ship cho mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người giao lưu thì liên hệ với trực tiếp số điện thoại bên Xe Trần Thi để trên tiêu đề nha, hoặc là liên hệ bên Zalo. Thì số điện thoại cũng là số Zalo. Rồi, xin cảm ơn mọi người.